10 cách để giảm chi phí tiền điện hàng tháng mùa giãn cách mà không phải ai cũng biết. Hãy theo dõi video của tôi nhé. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì thời gian vừa qua có rất là nhiều người thắc mắc tại sao tiền điện nhà tôi tăng quá vậy. Nhất là trong cái giai đoạn mà anh em đang trong cái mùa giãn cách xã hội này ở thành phố Hồ Chí Minh này, các tỉnh khu vực phía Nam, miền Nam của Việt Nam chúng ta hiện tại đang trong mùa giãn cách xã hội, thì đa số anh em là ở nhà thì tiền điện nó tăng là chắc chắn rồi. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em rất là nhiều cách, 10 cái cách để làm thế nào anh chị em có thể cắt giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình mình nhá, để chúng ta giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng trong cái giai đoạn khó khăn Covid, giai đoạn giãn cách ở nhà. Và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nhá. Ấn vào cái nút đăng ký và ấn vào cái hình quả chuông nha, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nào. Cái nguyên nhân mà hầu hết mà gia đình anh chị em đều bị mắc phải khi mà chúng ta sử dụng các cái thiết bị trong gia đình của chúng ta, đó chính là chúng ta đi ra ngoài, chúng ta quên mất cái việc là tắt các thiết bị trong gia đình mình đi. Bởi vì mỗi cái thiết bị trong gia đình của chúng ta đều có những cái công suất tiêu thụ nhất định. Ví dụ như ở nhà lớn nhất là có trẻ con này, thì trong cái mùa giãn cách này chúng tôi hay ở nhà xem tivi, thì chúng ta vô tình khi mà chúng ta không xem tivi nữa, chúng ta không xem vô tuyến nữa thì chúng ta đi khỏi, thì các cái đứa trẻ thì chúng thường xuyên quên mất đi cái việc tắt các cái thiết bị trong gia đình mình. Hoặc là anh chị em đi ra ngoài thì những cái ngày bình thường chúng ta cũng quên mất đi cái việc là phải tắt các thiết bị trong gia đình. Thế đó là một trong những cái nguyên nhân phổ biến mà khiến cho anh chị em bị mất thêm cái chi phí tiền điện hàng tháng. Bởi vậy anh chị em hãy đừng quên là tắt ngắt hẳn các cái thiết bị trong gia đình mình khi mà đi ra khỏi nhà nha anh chị em nhá. Đó là phương án đầu tiên, là cách mà tôi chia sẻ cho anh chị em đầu tiên. Rồi tiếp tục với cách thứ hai nhá. Đó là trong các thiết bị trong gia đình anh chị em này, chúng ta có nhiều gia đình sử dụng như là máy lạnh này, đó là cái điều hòa đấy, rồi cái tủ lạnh này. Thì các cái thiết bị này thì hiện tại trên thị trường hiện nay có cung cấp các cái loại là điều hòa và các cái loại tủ lạnh, đó là sử dụng cái công nghệ gọi là inverter. Thì anh chị em nên sử dụng các cái thiết bị này, thì chúng ta nên sử dụng các cái thiết bị mà có công nghệ là inverter khi mà chúng ta lắp đặt hệ thống này. Ví dụ như tại sao nó lại có nghĩa là như thế nào, thì những cái thiết bị mà công nghệ inverter ấy, thì khi mà nó đủ nhiệt rồi ấy, ví dụ như cái máy lạnh của chúng ta, cái điều hòa ấy, thì trong phòng anh chị em khi mà nó đủ đến một cái ngưỡng nhiệt độ nhất định thì cái block là cái da lốc lạnh, cái cục tôi gọi là cái cục nóng ấy, ở trong đó cái block ấy thì nó sẽ ngắt và nó không sử dụng, nó không quay nữa, nó không hoạt động nữa, nó vẫn hoạt động nhưng mà cái dòng nó rất là nhỏ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái chi phí tiền điện đó, so với các cái điều hòa máy lạnh mà cái công nghệ cũ. Hoặc là cái đối với cái tủ lạnh của chúng ta cũng vậy, tủ lạnh inverter nó cũng tương tự đối với cái máy lạnh, đều là làm lạnh bằng cái nguyên lý là địa áp suất đấy. Thì cái này thì tôi không giải thích kỹ hơn, nhưng mà tóm lại là nó sẽ tự động ngắt khi mà nó đủ nhiệt đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể giảm được cái chi phí tiền điện rồi. Đó. Cái cách thứ ba mà anh chị em có thể giúp cho gia đình mình giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng, đó chính là khi mà anh chị em mua sắm các cái thiết bị điện ở ngoài cửa hàng điện, thì anh chị em chú ý giúp tôi, đó chính là có ở trên thân của thiết bị đều nên anh chị em nên mua những cái loại thiết bị mà có dán các cái nhãn tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Thì ở trên đó nó sẽ có các cái chỉ số đánh sao từ 1 đến 5, thì chỉ số càng cao thì anh chị em tiết kiệm được càng nhiều điện. Và đồng thời nó còn có các cái chỉ số thể hiện đó là hiệu suất sử dụng của thiết bị. Thì hiệu suất càng cao thì anh chị em sẽ tiết kiệm được càng nhiều điện anh chị em nhé. Đó là cách thứ ba. Rồi cách thứ tư mà anh chị em có thể sử dụng để giảm cái chi phí tiền điện chiếu sáng cho gia đình mình, đó chính là sử dụng các cái hệ thống đèn mà có cảm biến. Có nghĩa là anh chị em khi mà chúng ta đi không có mặt tại đó thì đèn nó sẽ sáng mờ mờ, còn mà chúng ta có mặt tại đó thì đèn nó sẽ tự động auto sáng. Như vậy thì chúng ta không phải bật tắt và không phải quên cái việc là bật tắt công tắc, thì như vậy nó sẽ tự động tiết kiệm cái chi phí và giảm cái chi phí tiền điện cho anh chị em thông qua việc đó là giảm cái cường độ ánh sáng lại khi mà anh em chúng ta không có mặt ở đó. Thì đó cũng là một cách thứ tư. Đấy. Rồi cách thứ năm anh chị em có thể giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng của gia đình mình, đó chính là
tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, đó chính là ánh sáng mặt trời và nguồn năng lượng gió. Thì chúng ta khi mà chúng ta ở nhà thì chúng ta có thể là mở các cái cửa ra, hoặc là trong cái ngôi nhà của chúng ta thì có thể thiết kế những cái hệ thống thông gió, cửa sổ lấy sáng. Thì như vậy chúng ta đã có thể giảm được cái việc mà sử dụng các cái thiết bị trong gia đình như là quạt điện rồi là đèn. Thì khi mà chúng ta ở nhà thì chúng ta mở cửa ra để cho gió nó lùa vào, để cho nó mát. Hoặc là chúng ta có thể mở cửa ra thì chúng ta sẽ không phải sử dụng cái bóng đèn thắp sáng nữa. Đấy, đó là một cách, cách thứ năm nha anh em nha. Cái việc mà chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng của tự nhiên thì không chỉ giúp giảm cái chi phí tiền điện hàng tháng, mà theo cái phong thủy, theo như tôi biết thì nó còn là một trong những cái yếu tố phong thủy mà giúp cho cái ngôi nhà của anh chị em được luân chuyển cái dòng khí lưu thông huyết mạch ở trong cái ngôi nhà của anh chị em. Từ đó mà gia chủ, gia đình của anh chị em có thể là có nhiều sức khỏe hơn và không khí trong ngôi nhà được trong sạch, trong lành hơn. Và đồng thời anh chị em có thể cũng không bị bí bách bởi cái ngôi nhà của mình, không bị nóng bức. Và từ đó anh chị em có thể gia tăng được cái năng suất làm việc cũng như là cái chất lượng cuộc sống của mình, để có một cái môi trường sống nó trong lành hơn và thoải mái hơn. Gia đình anh chị em công việc cũng thuận lợi hơn. Rồi, cách thứ 6 mà anh chị em có thể giảm được cái chi phí tiền điện chiếu sáng cho gia đình mình, nó chính là trên thị trường hiện nay có các cái loại đèn về năng lượng mặt trời. Thì các cái loại đèn này thì chúng ta không cần sử dụng cái nguồn điện là chiếu sáng bằng điện của điện lực. Đấy, thì chúng ta chỉ cần ban ngày thì các cái nguồn điện từ các cái tấm pin năng lượng mặt trời nó sẽ cung cấp và nó sẽ sạc vào cái cục pin lưu trữ, cái cục pin dự phòng ở trong cái đèn đó. Và ban đêm thì nó sẽ sử dụng cái đèn này, nó sẽ sử dụng cái nguồn điện dự phòng dự trữ từ cái cục pin lưu trữ lithium ở bên trong cái đèn năng lượng. Thì như vậy chúng ta có thể chiếu sáng miễn phí. Và cái đèn này có một cái đặc điểm, đó chính là khi mà anh chị em bị mất điện lưới thì nó hoàn toàn nó có thể chiếu sáng cả đêm và không tốn chi phí tiền điện. Thì như vậy chúng ta đã có thể tiết kiệm được chi phí tiền điện hàng tháng anh chị em nhé. Cái cách thứ 7 mà anh chị em có thể giúp cho gia đình mình tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng, đó chính là anh chị em biết không, cái nồi cơm điện anh chị em đó, thì chúng ta thường có những cái thói quen đó, như là đến giờ chúng ta cắm cơm nhưng mà cắm rồi thì không biết lúc nào mới ăn. Thì như vậy thì chúng ta cần là xác định chính xác thông thường những cái khung điểm nào, giờ nào trong gia đình mình là anh chị em chúng ta ngồi lại với nhau ăn cơm. Chúng ta chỉ cần cắm cơm trước 30 phút để cơm có thể đủ chín và đủ nhiệt chín, thì chúng ta đã có thể tiết kiệm được cái chi phí tiền điện hàng tháng so với trước đây rồi. Hãy thử mà xem anh chị em nhá, xem những cách của tôi nói có đúng hay không. Wow, một cái điều rất là tai hại và nhiều người không biết, trong chúng ta ở đây đang xem cái video này không biết, đó chính là cái trạng thái chờ và công suất chết của thiết bị điện. Thì tất cả các thiết bị điện của chúng ta trong gia đình đều có cái công suất chết, có nghĩa là khi ví dụ anh em chỉ cần cắm một cái quạt hay cắm một cái thiết bị nào bất kỳ vào trong cái ổ cắm điện của anh em, thì thiết bị đó cũng tiêu tốn nguồn điện. Và cái nguồn điện này nó không phát sinh ra, không mang lại cái giá trị gì cho anh chị em cả, mà nó là cái công suất, gọi là công suất hao phí, nó tự nhiên nó sản sinh ra thôi. Thì tổng một cái thiết bị nó không đáng là bao nhiêu, tuy nhiên nếu mà cả cái gia đình của anh chị em rất là nhiều thì như vậy thì chúng ta sẽ tốn một cái lượng điện cũng khá khá đấy. Thì như vậy chúng ta khi mà chúng ta không sử dụng các cái thiết bị trong gia đình nữa thì chúng ta chú ý cái việc là chúng ta phải ngắt hẳn các thiết bị này ra khỏi ổ cắm điện. Ví dụ chúng ta sạc điện thoại đi, chúng ta không sạc điện thoại nữa, chúng ta không sạc máy tính, không sạc laptop nữa, thì không, chúng ta không sử dụng tivi nữa thì chúng ta rút hẳn ra, chúng ta không sử dụng quạt nữa thì chúng ta rút hẳn ra khỏi ổ cắm điện. Thì như vậy chúng ta đã có thể giảm được cái lượng điện từ công suất chết của cái thiết bị điện đó. Và anh chị em biết thì ngày nay các cái mạng lưới điện của chúng ta trong gia đình thì đa số là được lắp đặt hệ thống công tơ, đồng hồ đo đếm điện tử ở ngoài cột điện. Thì như vậy cái lượng điện mà nó hao phí này nó rất là ít, tuy nhiên cái công tơ điện tử thì nó rất là nhạy số. Và như vậy thì nhiều gia đình và nhiều người thắc mắc với tôi tại sao là gia đình anh có dùng cái gì đâu mà cuối cùng tiền điện nó vẫn nhiều, là bởi vì cái lý do này, mà là cái lý do phổ biến mà nhiều người ngoài kia họ mắc phải, họ không biết rằng là những cái thiết bị đó đang tiêu tốn điện, âm thầm lấy đi những cái lượng điện và nó hàng tháng nó làm lãng phí đi cho anh chị em cũng khá khá tiền đấy. Thì bởi vậy sau cái video này hãy rút khỏi các thiết bị trong gia đình mình, những cái thiết bị mà không cần thiết khỏi ổ cắm anh chị em nhé. Hãy thực hiện để giảm chi phí tiền điện hàng tháng gia đình mình nhé. Rồi, cái
cách để giảm chi phí tiền điện thứ 9 đó chính là chúng ta lựa chọn cái công suất và cái dung lượng, dung tích chứa của cái tủ lạnh nó phù hợp với cái nhu cầu của gia đình. Thông thường một cái gia đình khoảng 4 người thì chúng ta nên lựa chọn một cái tủ lạnh khoảng 160 đến 200 lít. Thì chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng các cái tủ lạnh này thì chúng ta lưu ý cái việc đó là tránh cái việc chúng ta để thức ăn nóng vào trong tủ lạnh, thì cái việc này nó sẽ giảm cái lượng điện tiêu thụ của cái tủ lạnh đi. Rồi chúng ta chú ý cái việc là khi mà chúng ta sử dụng cái tủ lạnh thì chúng ta hạn chế cái việc mở ra mở vào cái tủ lạnh. Đấy, thì nếu không có, nhiều người tôi biết rằng là ngứa tay tìm đồ ăn hay cái gì đó trong gia đình là ngứa tay, thì mua ở nhà mà giãn cách, thế là cuối cùng là ở nhà không biết làm thế nào cả, không biết gì làm, cứ một lúc đi vào đi ra, mở tủ mở ra, mở tủ ra mở tủ vào, thì nó cũng rất là tốn kém chi phí tiền điện. Thì mỗi lần mà mở cái cánh tủ lạnh như vậy á, thì cái block nó phải cái nhiệt độ bên trong nó thoát ra ngoài môi trường, và như vậy thì cái block, cái lốc nó phải khởi động lại và nó sẽ làm mát trở lại, thì như vậy nó sẽ cũng tiêu tốn rất là nhiều chi phí tiền điện hàng tháng cho anh chị em nhé. Vì vậy thì chúng ta hạn chế cái việc là mở ra mở vào tủ lạnh thường xuyên, đồng thời chúng ta không, tuyệt đối không để thức ăn nóng vào trong ngăn mát hoặc là ngăn đông của tủ lạnh. Đấy. Rồi, cái bí quyết cuối cùng để giúp cho anh chị em có thể giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng đó chính là sử dụng các cái máy nước lọc, máy nước nóng. Khi mà chúng ta ở nhất là một cái khu vực miền Bắc ấy, những cái ngày nắng ấy thì tôi không nói, mùa hè thì chắc không ai sử dụng máy nước nóng đâu. Máy nước nóng ở đây tôi đang nói là các cái bình làm nóng ấy bằng lõi nickel ấy, tức là thanh nhiệt bên trong ấy để chúng ta làm nóng ấy, chứ không phải máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời đâu anh chị em nhá. Không phải cái máy nước nóng thái dương năng đấy đâu. Tôi đang nói cái máy nước nóng mùa đông ấy. Mùa đông thì làm gì có năng lượng mặt trời đâu mà dùng cái đó. Thì cho nên chúng ta khi mà chúng ta tắm ấy thì phải sử dụng cái máy nước nóng này. Máy nước nóng Feroli anh chị em biết không? Thì những cái máy nước nóng này thì chúng ta lưu ý trong cái quá trình sử dụng mà gia đình mình ấy, thì mỗi lần chúng ta sử dụng thì khuyến khích là các cái thiết bị trong gia đình, các cái thành viên trong gia đình, đó chính là chúng ta sử dụng nó liên tục nhau. Ví dụ là bố tắm rồi mẹ tắm rồi con tắm, hay là con tắm trước thì cứ một lần như vậy bật thì cả gia đình cùng tắm thì nó liền nhau, thì như vậy chúng ta đã có thể giảm được cái chi phí tiền điện rồi so với trước đây rồi. Nhất là vào mùa đông ở ngoài Hà Nội hoặc là các cái khu vực miền Bắc thì thời tiết rất là giá lạnh, thì chúng ta phải sử dụng cái máy nước nóng này để làm nóng, để có thể là cung cấp một cái lượng nhiệt để mà tắm cho gia đình mình. Đấy, thì vừa rồi tôi đã chia sẻ cho anh chị em 10 cái cách để có thể giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng cho gia đình mình nhá. Và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký và ấn vào cái hình quả chuông để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Cảm ơn, hẹn gặp lại những video tiếp theo.